Thì xin thưa bà con các bác, hiện tại ba mẹ cô đang đứng đây trước cửa chợ đầu mối Bình Điền bà con. Tại vì hôm nay ba mẹ cô có một cái comment của một bác Nguyễn Khanh hay là của bạn Nguyễn Khanh gì đó. Cách đây 7 ngày. Anh ơi, hôm nào đi chợ Bình Điền và đầu mối cho bà con xem sao nha anh. À, rồi cái câu hỏi tiếp theo nè. Cách đây câu hỏi tiếp theo của bác Diamond nè. Diamond Vũ. Cậu Hưng, đoán thử xem Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa tuyển các kỹ sư và các chuyên viên dân sự từ những trường nào thời trước năm 1975 để bảo trì sửa chữa các loại quân xa, khí cụ cho quân đội ngoài các quân nhân sĩ quan và làm việc ở đó. À, thì từ từ ba mẹ con sẽ làm hết. Trời ơi. Rồi. Rồi, xin mời bà con cô bác lên xe ha, bà con bác thấy không? Xe tải, xe đồ là hàng dài đi vô rồi đó. Ở đây xe tải ra vô nhiều lắm nha bà con. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. À, rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 17. Đó là 17. 17 tháng 3 2023, bây giờ là 9 giờ tối. À, ba Michael đang có mặt ở đây là chợ Bình Điền. Kính thưa bà con cô bác, chợ bắt đầu là 9 giờ là bắt đầu họp chợ nha bà con, bán cho đến sáng luôn. À, ở đây ba Michael thấy đồ cũng nhiều lắm. Nhưng mà so với chợ đầu mối Hóc Môn đó bà con, mấy cái đồ rau củ đây nó vẫn mắc hơn chút nha bà con. Gần dưới ba Michael đi cái chỗ chợ đầu mối Hóc Môn đó, ba Michael thấy cái đúng nghĩa là nó rẻ, rẻ dữ lắm. Đầu chợ đầu mối Hóc Môn với chợ đầu mối Thủ Đức á, hai cái chợ đó đúng nghĩa rẻ. Còn chợ đầu mối Bình Điền này ba Michael chỉ thấy có thịt heo với lại hải sản á. Chợ đầu mối Bình Điền này là chuyên về hải sản nha bà con. Bà con có bác ăn hải sản với thịt heo á. Đó, thịt heo, thịt bò là bà con có bác vô chợ này là đúng nghĩa luôn. Còn mấy cái rau củ này thì ra nó cũng rẻ, nhưng mà so với hai chợ đầu mối kia ba mày rồi thấy nó không có rẻ hơn nhiều á. Chả cá Ba Sa nè, đó. Ở đây là cái chợ, khu này là khu bán lẻ nha bà con. Lát nữa mình đi vô khu bán sỉ. Đó, thịt bò kim ngân nè. Thì sáng giờ xin thưa bà con cô bác, ba Michael phải nằm ở nhà nha bà con, không có đi đâu được hết á. Tại vì chiếc xe của ba Michael nó bị hư rồi. Hôm bữa trước đi quay với bà con cô bác đi lên Tân Sơn Nhất xong cái là về là ba Michael là bỏ xe đi sửa luôn. Ban đầu tưởng nó hư có chút xíu thôi, ai nghe cái đi vô sửa bắt đầu cái rã ra. Cuối cùng ban đầu là thợ nó báo là cái hư bình xăng con, rồi với lại bu ri gì đó, rồi cặp cuộn, rồi thì ba mấy cậu thay hết 2 triệu. Nhưng mà đến khi mà làm vô trong nó bắt đầu cái nó báo là xe cái máy xíu hơi, rồi thế là làm luôn cái máy. Rồi nhân viên của hãng báo ba mấy cậu là 5 triệu mốt, rồi làm luôn, thế là làm luôn cái máy 5 triệu mốt. Rồi đụng vô cái máy cái rã ra nữa, bắt đầu nó cái bố nồi của ba Michael coi như là không xài được cái gì hết luôn. Rồi xin thưa bà con cô bác, vậy ba Michael nói ủa vậy còn tận dụng được cái gì không? Cái nó nói ba Michael á là còn cái nhông cái sên gì đó, cái cặp nhông hay cặp sên gì ba Michael quên bà rồi. Nó nói là còn cái cây nhông cây sên gì đó. Cái ba Michael nói gì cái đó còn có hư không? Nó cũng hư luôn, nhưng mà nó cho ba Michael ra 2 cái phương án. Một là thay mới, cái ba mấy người hỏi thay mới nhiêu, thay mới cỡ 2 triệu. Rồi nếu mà tận dụng lại là nhiêu, nó nếu mà tận dụng lại ra sửa lại xài cũng tốt. Thì hỏi nhiêu, 1 triệu.
Thế là ba mẹ cô thấy mắc quá, ba mẹ cô nói thôi thôi tận dụng lại đi, cái nào tận dụng được thì tận dụng. Cái nói chỉ còn cái cây sên nó tận dụng được à, còn máy của anh là phải thay hết rồi. Rồi cái qua bố nồi cái ba mẹ cô hỏi gì tận dụng lại được cái gì không, rồi em ấy cũng nói luôn không tận dụng được cái gì hết anh ơi. Rồi cái hỏi vậy thay thêm nhiêu nữa, 2,5 triệu. Rồi xong phim 3 lần hết 2 triệu, 5,1 triệu với 2,5 triệu, đi tông hết 10 triệu. Mà hôm nay cũng chưa sửa xong nữa bà con. À, khu này còn khu này khu kinh doanh nấm nè bà con. Đó. Thay hết luôn rồi, cái đĩa kể cặp thắng đĩa ba mấy cậu cũng thay luôn bà con, giống như cái xe ba mấy cậu coi như là lần này là coi như là thay hết luôn á, chỉ còn có lớp vỏ nữa bà con. Máy bố nồi kể cả nhông cái thắng đĩa cái dành đĩa cũng thay luôn. Vỏ rồi thay nữa là thêm tiền nữa đó. Mắc lắm á, chứ không có giỡn đâu. À. Rồi xin thưa bà con bác mới nhắm mắt mở mắt là thấy 10 triệu đó. Ngày mai ra mà như mà thay vỏ gặp vỏ nữa chắc cũng cỡ 1,000,000 nữa. Trời ơi. Cái xe của ba mày cò nó không hư thôi. Ba mày cò nhìn cái xe của vợ ba mày cò nè, cứ nói là xe này hư rồi đi sửa đi nè. Vậy á thấy xe ba mươi cầu chạy cũng ngon lành, cũng tốt quá trời luôn á, chứ mà tự nhiên cái đùng cái nó đem vô nó thay, cái nó thay bà nó hết nguyên cái xe luôn, không còn sử dụng được cái gì hết. À, nó giống như là không bệnh thôi, bệnh một phát một là coi như là xong luôn. Mà bà con cô bác có một cái điều mắc cười chỗ này nè, giờ ba mươi cầu thấy cũng hơi mắc cười nè. À, xe của ba mươi cầu thay coi như là tầm 10 triệu. Vậy á ba mươi cầu lên mạng, ba mươi cầu coi chiếc xe của ba mươi cầu bán á, mấy xe cũ nó bán á có mấy triệu bà con, có 5-6 triệu à. À, mua chiếc xe có 5-6 triệu mà trong khi thay chiếc xe hết 10 mấy triệu, đau đầu ghê không. À, mời bà con cô bác mới đi hết dòng khu B nè, ở đây khu B này như có cho xe chạy vô đó ta. À, mình chạy vô thử luôn cho bà con cô bác xem cái nhà lồng. À, đó, mấy cái chợ này là nó đi lơm hàng này về để nhà mai bán chợ sớm rồi đó. À, nhiều hơn Hóc Môn đó chứ, nhưng mà thấy nó bán có mắc hơn á. À, chắc nãy mình đi ngang qua bên kia là nó bán lẻ, còn đây là vô chợ sỉ nè bà con. Đây ra phần ta vô ta mua lại cho mấy cái chợ nhỏ đó bà con. Dạ, ba vô mua thì cũng được. 5 lượm 8 hồng. À, mấy cái xe cút kích vậy nè. À. Rồi qua bên kia đó là dựa hải sản đó, bên đây là rau củ nè. Chợ này bà con bác thấy nó sạch không, nhưng mà nó có cái mùi hôi. Ở đây nó có mùi hôi đặc trưng. Rồi giờ mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cậu đi qua cái chợ hải sản nha. À, các cô chú anh chị và các bạn nào mà có muốn ba mẹ cậu đi quay gì các bác cứ comment vô nha bà con. Bà con cô bác cứ đừng có lo là ba Michael hay sao vừa nhờ nó đi quay mà nó không trả lời cho vốn gì hết. Xin thưa bà con cô bác, ba Michael không trả lời cho vốn là tức có nghĩa là ba Michael vẫn còn xem được đó bà con. Chứ mà ba Michael trả lời cho vốn vô cái là mất tích luôn á. Qua cái chợ này không, bà con cô bác nhớ không? Ba Michael cũng muốn vô quay cho bà con cô bác lắm nha, nhưng mà nó trong đó nước nó trơn lắm bà con. Các cô bác còn nhớ không? Tết vừa rồi á, ba mày rồi đi vô chợ này nè, trời nó trơn cái về cái chật cái tay tới giờ luôn. Rồi cho nên mình né qua đây nha, cái này nước quá. Đó, bà con quá thấy không, chạy ngoài đây. Nói chung bị một lần rồi, bị té một lần rồi cho nên giờ cũng sợ không dám vô. Rồi ở trong đó nước không mà mở đi mà lót gạch bông đó bà con. À,
cho nên mấy người trong đây người ta phải đi mang cái giày chuyên dụng nha bà con. À, giày mà giày lên cái đầu gối á mới chạy trong đây được. Trời. Để ba mày cò kiếm cái góc nào đó, cái ba mày cò xỉa cái máy vô cho bà con có bác xem nha. Đây là cái khu hải sản cao cấp. À, mấy cái xe này bắt đầu đang xuống bỏ hàng đó bà con. Nó tan đá đó mẹ, mấy xe này là nó phải đi ướp lạnh mà. Oh, đây là ốc nè, à, đây là đồ đồng nha bà con, nhiều ốc. Đó, ở đây là hầu như là phải đi mấy cái giày chuyên dụng á, chứ mình đi vô cái là mình té chết á. Làm thường 8 giờ sáng cho đến 7 8 tối đến 7 sáng, ngày làm 12 tiếng. Bữa nào vẫn bỏ ba mày rồi sẽ vô quay mấy cái dựa này cho bà con quát xem ha. Ra ba mày cầu ở khu chợ Bình Điền này ba mày cầu quen nhiều lắm nha bà con. Rau cũng có, hải sản cũng có, đồ đồng cũng có, ốc, nghêu, sò, nói chung nghêu sò hết có đủ hết á. Khu dân chợ Bình Điền này là ba mấy cầu quen nhiều lắm. À. Ôi, trời ơi, bà con quá thấy dơ ghê không? Quá trời, ơi trời ơi. Cái nước này mà nó dính vô người cái là thôi thua á. Rồi đây, đây là một cảnh nè bà con. Mấy cái xe tải này người ta xuống hàng. Rồi bắt đầu đây là bắt đầu đem hàng vô trong nè. Các bác thấy chưa? Thì nó mở ra cái là nước nó ra. Dơ quá. Mình quay đầu lại nha bà con. À, đây các bác xem. À, nước nó chạy giờ ráng luôn phải ghê chưa. Nước quá trời nước kìa đó bà con, quá thấy chưa, rồi rồi nó xả nước đá đó, nước mấy cái hải sản nè. Rồi bà con quá thấy chưa, thấy một cái cảnh của chợ chưa. Đó, xe tải chạy qua chạy lại kìa, quá trời luôn, nhộn nhịp ghê à. Từng đoàn xe tải, xe 70 kìa, Tây Ninh kìa. Giờ ba mấy cô chở bà con quắt qua cái khu lò heo nha. Khu lò heo này là nó dời mấy cái lò heo Chánh Hưng nè. Rồi mấy cái lò heo ở trên ông Tạ cũng dời về đây luôn nè bà con. Đó. Nơi đây là nơi cái lò heo bây giờ lớn nhất Sài Gòn. Nhà lồng này nhà lồng ca nè, nhà lồng ép nè, vẫn ở đây là chủ đạo của Bình Điền là hải sản nha bà con. Xin thưa bà con bác, chủ đạo của Bình Điền là hải sản, thành thử ra là nội cái phần hải sản không là hai nhà lồng. Trong khi đó bà con có thấy không, trên chợ đầu mối Hóc Môn đâu có hải sản, chợ đầu mối Thủ Đức cũng không có hải sản luôn.
cả Sài Gòn là đều về đây hết. Còn bên tay trái mình ba mươi cầu đây là cái chợ này là cái chợ trái cây, còn cái chợ này là chợ thịt heo nè. Khô hả? Khô mắm này thì nó ngược lại nha bà con, khô mắm này thì nó lại bán ban ngày chứ nó không bán ban đêm à, tại vì mấy đồ này là bán đồ khô đó. Bên tay phải nè, còn bên đây là cái lò nước đá nè, cái hãng nước đá. Nó lúng rồi đó, mày thấy nó lúng xuống hả? Đó, bên đây là cái hãng nước đá này để cung cấp cho mấy cái dừa hải sản đó bà con. À, nguyên cái nhà máy nước đá ở đây luôn. Còn bên tay phải ba mày cầu đây là cái lò heo đây. Đây, dừa này dừa thịt heo đây. Ủa, cũng cho vô hả? Cũng cho vô rồi, thôi. Thôi, mình đi đường phà luôn đi. Xin thưa bà con, bác con đường này nó mang tên là đường Rạch Cát. Giờ ba mẹ con sẽ chở bà con các bác vô trung tâm Sài Gòn chơi nha. Tại vì nguyên ngày hôm nay không có đi quay phim được cho nên giờ ba mẹ con đi quay bù. À, con đường này đường Rạch Cát nè bà con. À, trước năm 1975 là con đường này có rồi nha bà con. Con đường này hồi xưa là con lộ chính luôn á. À, nó đi từ Rạch Cát đi về Bến Lức. Cho nên con đường này hồi đó người ta còn gọi là Rạch Cát đi Bến Lức. Nó cặp bên con sông bên tay trái và mày gọi đây là con sông Chợ Đệm. Thì sau khi hồi đó mà con cô bác biết mà Sài Gòn mình hồi xưa toàn là sông ngòi kênh rạch nó chằng chịt lắm à, thành thử ra là con đường bộ nó ít mà đường thủy nó lại nhiều, đa phần người ta đi bằng ghe với thuyền không à. Đó. Rồi con đường bộ này thì nó giống như dạng như con đường làng, đường đất vậy thôi, dành cho xe ngựa, xe bò, xe kéo gì đó đi. Đó. Ở đó mình đi xe mấy xe thổ mộ á là đi cái con đường này nè bà con. Bây giờ thì sau khi mà đường bộ nó phát triển rồi thì nơi đây bắt đầu nó trở thành cái con đường đất chết đó, tại vì đâu có xe cộ nào qua lại đây đâu, tới đây là gặp bờ sông hết đường đi rồi, thành thử ra dùng này là dùng đất coi như là đất tục rồi, nó đỡ nó trở lên nó vắng vẻ nè. Chứ hồi đó xin thưa bà con cô bác, hồi lúc mà còn cái phà Rạch Cát ở đây nè, ta nói cái khúc này là con đường này nó nhộn nhịp, nó đông lắm. Mà cái chỗ mà cái khu mà cái chỗ chợ Bình Điền mà con cô bác mới coi á, ba mấy cầu mới chở bà con cô bác đi á, hồi đó là ruộng à, nó chỉ là ruộng thôi, không có cái gì hết á. Nơi đây là có cái con đường rầy xe lửa nó bắt ngang qua nữa, bà con cô bác còn nhớ hồi xưa Sài Gòn mình có cái tuyến xe lửa mà Sài Gòn Mỹ Tho đó, là nó đi ngang qua cái vùng Rạch Cát ngay con đường mình mới đi ngang nè đó, cái tuyến Sài Gòn Mỹ Tho là có cái đường rầy xe lửa rồi nó cắt ngang qua đây nè. Rồi chết cha rồi, mày có tiền lẻ không mà. Ô cha, nước sông nó đang lên quá trời kìa. Ui sông nó đang lên. Ô hay quá, kịp lúc luôn, chứ không thôi là mình đợi rồi. Hay quá, phà kịp lúc. Phà bây giờ là nó phải chạy 3 chuyến nha bà con, tại vì cái đường này là đường đi vô chợ. À, nước đang lên quá trời nè bà con. Cái phà này hồi đó ba mày cầu đi mỗi ngày. À, mình đi chuyến phà đêm nha bà con. Chuyến phà đêm ở trên vùng Rạch Cát. Cái con sông mình đang đứng đây nè bà con, là xin thưa bà con bác, đó là con sông Cần Giuộc. Quẹo tay phải là mình đi về Cần Giuộc để mình ra biển luôn á. Còn ở đây là ngã ba nè. À, bà con bác xem. À, chuyến phà đêm trên dòng sông Cần Giuộc. À, sông Cần Giuộc ha. Đây là cái khúc ngã ba giữa sông Cần Giuộc với lại sông Chợ Đệm. Bên kia là Phú Định nè. Còn bên đây là Rạch Cát luôn nè. Bên đây là gọi là gì ta? Phạm Thế Hiển ha. À. À, nguyên cái vùng này người ta gọi là Rạch Cát.
À, nguyên cái vùng luôn nha bà, nguyên vùng này gọi là rạch cát. Giờ nó sẽ qua ghé qua bên kia, cái đó hình như là bến đá, bên đó người ta gọi là bến đá. À, bên kia không có đâu, nó đi ngược. Giờ nó phải ghé qua đây, tại vì bây giờ buổi tối là khách từ bên Phú Định đó, nó qua bên là bên Bình Điền nè, nên nó sẽ đi theo hướng qua đây, qua đây. Còn bình thường ban ngày á, nó sẽ đi từ đây nó qua đây, tại vì người ta đi học. Ở đây có một cái cống nè, cống này gọi là cống Phú Định, mà ba mày còn nghe nói là có dự án là coi như là xây cái cầu Phú Định ở đây nè bà con. Mai mốt xây cầu Phú Định thì nó sẽ bỏ bến phà này. Rồi bây giờ mình nhích tiếp ha, lâu lâu dẫn cho bà con cô bác đi xem chuyến phà đêm nó đi như thế nào ha. Đó, mình phải đi theo luồng nha bà con. Ở đây là chỉ có một luồng vô và một luồng ra thôi. À, mình quẹo ở đây cho bà con có bác xem cảnh chuyến đò đêm. À, sau khi xe xuống xong thì bên kia sẽ xe lên. À, một màn đêm tối thui luôn nè bà con có bác thấy chưa? Cái đường đó đi đâu? Đường đó hả? À, cái đường đó bà con có bác nhớ không? Ba mấy cô có chở bà con có bắt đi một lần á, còn cái video đó được hơn 100.000 người xem nha bà con. À, lúc đó ba mẹ còn đặt một cái tiêu đề đó là coi như là xóm nghèo giữa lòng thành phố Sài Gòn á, là đi sâu vô đó. À, tự động tự nhiên nó xóm nghèo, nó sơ nghèo sát luôn nha, cây chuối bụi chuối y chang như dưới quê mà dùng quê hồi xưa đó. Còn cái nhà cây vách giá nha, tự nhiên đang đi cái tự nhiên cái đùng cái nó mở ra một cái chân trời mới, nguyên cái khu tòa nhà rồi cao cấp rồi biệt thự không đó, là đi thẳng về đó đó bà con. Mình đi thẳng về đó là mình đi về cầu Cần Giuộc. À, có một cái khu dân cư là khu dân cư Phạm Thế Hiển hay gì đó bên đó. Rồi bắt đầu đi. Và này mỗi lần trung bình đi ba mày còn nhớ như khoảng tầm 5 đến 10 phút. Sao nó chạy lui ta? À, nó chạy theo con nước đó bà con. À, những người mà đi thuyền này là họ có một cái trình độ cao lắm. Xin thưa bà con cô bác là họ biết được cái con nước như thế nào cho nên họ xuôi theo dòng. À, nó quay ngược lại. À. Trời ơi, nguyên cái nệm rớt dưới sông kìa. À, bà con cô bác không thấy ha. Ở đây người ta quăng đồ dưới sông nhiều lắm. À, bắt đầu quay đầu rồi nè. À. Ủa sao hôm nay chỉ có một chuyến đò vậy ta? Chỉ có một đò chạy à. À, bây giờ chúng ta chuẩn bị nhập vô cái sông Chợ Đệm đây. Quẹo tay phải là mình vô Sài Gòn, mà quẹo tay trái là mình đi về sông Vàm Cỏ đó bà con. À, mấy cái trụ này là mấy cái trụ mà người ta làm để neo thuyền lại bà con. À, trước mặt bà con bác có một cái cống, nó gọi là cống Phú Định, thì khi mà cống nó xuống thì người ta làm mấy cái trụ này để người ta neo thuyền nè. Tối quá không biết bà con bác thấy không ạ. À, gió mát ghê á. À, cái cống đó, cái cống Phú Định đó bà con. Rồi tới rồi. Ồ, gió mát ghê á mà không có chăng.
phải chỉ có ánh trăng nữa là đẹp lắm đó. Bến phà này, bến đò này nè bà con, à, bến phà chứ hả, bến phà Phú Định này là 24/24 nè bà con. Rồi ở đây có hai ngã, một ngã trên kia là rạch cát đi Bà Hôm, còn cái ngã đây là đường này, đường An Dương Vương nè bà con, cái này được gọi là rạch cát đi Bà Điểm, à, bên kia bên đây khởi nguồn là từ rạch cát là đi hai con đường này, à, bên kia là rạch cát đi Bà Hôm thì đi ra tới chợ Bà Hôm á, ra xa lộ Đại Hàng. Còn này mình đi cái con đường này thì mình sẽ đi ra chợ Bà Hôm, à, đi về chợ Bà Điểm Hóc Môn. Đường nó hơi tối nha bà con ha. Ở khu này thì mấy cái công ty nhựa nhiều lắm. Thì thôi con đường này nó tối quá, bà con cô bác xem cảnh thì để ba mày gọi chia sẻ bà con cô bác về tin tức Sài Gòn nha bà con. Chứ nó tối thui ba mày gọi cũng đâu có nói được gì. Ô, mới nói tối thui cái nó ra đây nó giống như khu dân cư rồi nè. À, buôn bán người ta cũng buôn bán quá trời ha, nước mía, bánh bao. À, con đường này là mình đi thẳng luôn là mình đi tới chợ Thuận gì đó. Chợ Mỹ Thuận đó bà con, về Bình Phú, à, nó là hồi xưa nó gọi là gì ta, Phú Định, à, đúng rồi, mình đi thẳng cái con đường này rạch cát là mình đi về Phú Định nè. Ở đây có công ty nhựa Chợ Lớn nè bà con, à, nhựa Chợ Lớn này nổi tiếng nhất là như là Minh Nhựa đó bà con, đại gia đó, công ty nhựa Chợ Lớn này cũng là đại gia thứ thiệt đó nha bà con. Đó, đây là cầu Bản Bà Lụ. Thì ở đây là tên mấy cái cầu, mấy cái tên dân giả địa phương. Mở ra đây một cái khu công nhân nè bà con. À đây là mấy cái khu công ty nè, hình như khu này là chung cư Lê Thành nè, khu dân cư Lê Thành. Wow, có mấy cái quán ăn nữa nè, đó, khu này là khu dân cư lao động nè bà con. À quên nữa, đây ba mày còn nói tin tức. Xin thưa bà con cô bác, thật lòng là ba mẹ cô cũng làm kênh của ba mẹ cô chủ đạo đó, giờ bà con cô bác biết á, 99% là ba mẹ cô là chuyên về đường phố mà, à, Sài Gòn xưa là nay những địa danh địa sử, à, nhưng mà xin thưa bà con khổ nổi là ba mẹ cô làm vậy không ai xem á, cho nên thường ba mẹ cô có kẹp vô một vài cái tin tức, à, để nó thoáng qua giống như một cơn gió vậy đó, à, một bác nào dùng cái từ hay ghê luôn á, à, thoáng qua như một cơn gió. À, thì nhờ cái khoảng qua vậy á, mà nó có nhiều, nó gây sự chú ý của rất là nhiều người. Rồi sau đó thì các cô chú bác vào xem, rồi tự nhiên ba mẹ cậu lại có thêm một vài bác mới, à, để mở rộng cho thêm, giúp cho ba mẹ cậu có thêm kiến thức. À, thì thôi coi như ba mẹ cậu coi như nó là cái phương tiện. Thì bà con cô bác theo ba mẹ cậu 5-6 năm nay rồi, bà con cô bác cũng đã thấu hiểu, cũng thông cảm cho ba mẹ cậu. Thôi kệ cho nó cũng còn cái con đường nó mần ăn một chút. À, đôi khi cái quên, đôi khi hứng quá ngồi kể chuyện giống như ha,
cái video hôm qua ba Michael làm á, xin thưa bà con bác, ba Michael làm hai cái video đó. Cái ba Michael hứng quá nói về viện đại học Vạn Hạnh, rồi nói về Phật giáo, ba Michael hứng quá nói nhiều quá, cái tự nhiên cái ba Michael quên xoáy vô cái trọng tâm để ba Michael làm về tin tức, thành thử ra trời ơi hai video lên chả ai hèm buồn xem á. Chán vậy đó. Sài Gòn này là bây giờ đó chỉ có hai cái vấn đề để làm được có nhiều view à. Bà con cô bác biết là gì phải không? Ôi trời, đây Như Hương nè. Sài Gòn bây giờ chỉ có hai cái vấn đề thôi bà con. Ở đây nó mở nhạc quá, để ba mày cầu né lên đây. Massage VIP 350 nha bà con. Ba mày cầu né lên đây chút, tại đó nó mở nhạc quá. Thì xin thưa bà con cô bác thấy đó, Sài Gòn hiện tại bây giờ chỉ có hai cái vấn đề là có thể kiếm được nhiều view thôi. Ba mày cầu vẫn biết hết chứ. Thứ nhất là cứ cái gì mà bán nhà, cứ nhà giàu bán nhà bán đất gì đó, cứ xấy vô có bán nhà bán đất là ta nói là view nhiều và tự động nhiều rồi bà con. Hình như là bà con cô bác Việt Kiều bây giờ khoái coi dân Sài Gòn bán nhà bán đất đó, là một. Hai bà con cô bác ha. Với thêm một cái nữa, cái thứ hai nữa mà view nhiều nữa, đó là đói nghèo khổ sở. Ba mấy cô thấy cái kiểu mà dân mà đói nghèo khổ sở rồi lam lũ, ba mấy cô thấy mấy đó là view nhiều lắm. Rồi mà làm mà bình thường á, mấy ngoài mấy tin tức nó ra chả ai xem hết. Có chăng thì chỉ là những cái người mà các cô chú anh chị và các bạn thân thương đi theo ba mấy cô lâu rồi đó thì quay gì cũng xem hết. Ba mấy cô có một số các cô chú bác á dễ thương lắm, thằng ba mấy cô này nó quay cái gì cũng xem hết á. Thậm chí hả, phim mới phim cũ gì xem lát hết, ủng hộ hết, nói chung là ủng hộ ba mấy cô hết mình. Cho nên ba mấy cô xin cảm một lần nữa xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Cứ nó quay cái phim gì là coi phim đó không cần biết phim gì luôn, không cần biết tiêu đề gì luôn, tiêu đề bình thường, tiêu đề phim cũ phim mới gì cứ ra là coi thôi. Ba mày còn thương lắm. Đây là đường An Dương Vương nè bà con. Hồi xưa nó tên là đường Rạch Cát đi Bà Điểm. Thì rồi bây giờ để ba mày còn quay về tin tức nha bà con, chứ không hồi nãy nữa nói chuyện cái không nhớ cái về lại không có cái gì để giật view. Nhiều khi ba mày còn nói thật, ba mày còn muốn giật view lắm. Nhưng mà nội dung nó không có là sao dám giật. Phải có nội dung mình mới dám giật nha bà con. Chứ giật bậy, giật ẩu, giật tả cái vô cái YouTube nó đưa mình lên xử liền á. Cho nên thấy nhiều tin tức nó nóng hổi quá trời luôn. Nhiều khi ba mấy nói thật chứ ba mấy cũng muốn chơi ăn gian cái kiểu á. Lo vay xin rồi xong á, cái ba mấy lòng tiếng vô. Nhắc cái vụ lòng tiếng này mới nhớ, làm tiếng vô mấy cái tin tức đó để mình có cái cơ hội để mình giật view, nhưng mà nghĩ là thấy nó giả tạo quá cho nên ba mấy cậu không làm đó. Em bé ngoài đường ngồi giữa đường luôn á bà con, có thấy không, con nít bây giờ mình thì sợ này sợ nọ sợ kia cái không dám, chứ mấy đứa trẻ bụi đời này coi như là sập dơ gì nữa, thậm chí ngồi giữa đường luôn á bà con, có thấy không, xe cộ qua lại kệ bà nó, mình phải né nó chứ. Thế còn mà gặp những người như mình mà có con cái thở một tí nó vừa mới lỡ, nó chạy ra ngoài đường cái chạy ra theo nắm kéo lại rồi la nó, thấy sao chạy ra đường nguy hiểm này nọ đó bà con, có thấy không, đứa bé ba mày còn thấy nó còn chưa biết đi nữa, chắc cầu có 2 tuổi là còn ở nồi giữa đường rồi đó, mà đâu còn người lớn đâu coi đâu, mấy đứa em mấy đứa chị nó ngồi có, còn mấy đứa chị nó lớn vô cam cỡ 5-6 tuổi rồi đó bà con, có thấy không. Để ba Michael nói cho bà con cô bác nghe nè, có người á, kêu ba Michael á, ba Michael làm video mà có ba Michael cứ lúc nhớ lúc quên, lúc này lúc nọ hoài, sao ba Michael không có chuẩn bị bài vở, chuẩn bị bài vở đi rồi nói cho nó liên tục cho nó mạch lạc, chứ tại sao tôi đang nói thì tự nhiên quên. Rồi có người bày cho ba Michael thêm chiêu nữa bà con, ba Michael cứ đi quay đường phố thôi, ba Michael khỏi cần nói. Cái về á, cái ba Michael lòng tiếng lại bà con cô bác rồi chỉ cho ba Michael cách thu âm nữa chứ, lòng tiếng lại cho nó khỏe, và
mình diễn tả nhiều hết ý của mình hơn. Đó, có nhiều người bày cho ba mấy gồ lắm bà con, nhưng mà ba mấy gồ hỏi thiệt bà con cô bác là bà con cô bác đó ba mấy gồ làm cái kiểu đó không? Đó, là cái giống như là giờ ba mấy gồ đi quay là ba mấy gồ cắm cái máy thôi, đó, ba mấy gồ đi quay, sau đó cái ba mấy gồ về, cái ba mấy gồ mở phim, cái ba mấy gồ xem giống như bà con cô bác vậy đó, cái xong cái đi tới đâu cái ba mấy gồ nói, đó, rồi sau đó ba mấy gồ sưu tầm tài liệu rồi ba mấy gồ nói thì bảo đảm 100% là chính xác, không có sai chật cái đâu được hết đó. Tại vì nếu mà có lỡ nó sai cái cắt bỏ ghi âm lại, đó. Bà con cô bác thấy có thích ba mấy gồ làm theo kiểu đó không? Ba mấy gồ thấy bây giờ nhiều kênh lắm á, làm giống vậy á, đó. Đó, mà vô cái nhiều người khen thưởng lắm, trời ơi, nói chính xác quá, nói đúng quá, đó. À, thì xin thưa bà con cô bác ngồi mà thu âm mà còn mà nói sai nữa thôi chắc bún đòn đó là đúng rồi. Tài liệu trên mạng có sẵn rồi, giờ chỉ còn cái nhiệm vụ là đọc lại thôi thì có gì đâu mà chật. À, nhưng mà tại vì hồi đó giờ năm sáu năm nay rồi, xin thưa bà con bác, ba mươi cầu quen cái kiểu này nè. Thứ nhất là một cái tật của ba mươi cầu lười bà con. À, có cái gì đó ba mươi cầu nó thật, ba mươi cầu lười lắm làm phim. Tại vì xin thưa bà con bác, cái nghề YouTube này nè, cái thu nhập của ba mươi cầu nó không có nhiều bằng cái ba mươi cầu phải có cơm áo gạo tiền ăn ở ngoài đời nữa. Cái thu nhập của ba mươi cầu ở ngoài đời nó nhiều hơn thu nhập của YouTube nha bà con. À, thành nữ ra là ba mươi cầu phải dành cái thời gian cho nó nhiều lắm đó, cho nên ba mươi cầu xuất phát là từ cái bệnh ba mươi cầu thuốc thiệt, là tại vì ba mươi cầu lười đó bà con. À, ba mươi cầu quay phim xong về ba mươi cầu up lên, thậm chí có người hỏi ba mươi cầu có xem lại không, ba mươi cầu không có xem nữa mà, thì lấy gì mà kiểu mà ngồi đó mà xem rồi đọc lại từng chữ rồi cắt ghép từng đoạn, trời ơi cái đó là mất thời gian lắm nha bà con. À, nhưng mà thật sự là phần lớn là tại vì ba mấy cậu thấy cái đó nó không có thật lắm. À, ba mấy cậu thích cái kiểu mà cái như là nói chuyện trực tiếp vậy nè, nó có một cái cảm xúc nhiều hơn. À, theo bà con cô bác thấy ba mấy cậu, bà con cô bác theo nếu mà đánh giá đó, bà con cô bác thích ba mấy cậu làm video theo kiểu nào bà con? À, kiểu nói chuyện live trực tiếp vậy nè, à, chơi trực tiếp có sao nói vậy á, sai để các cô chú bác sửa, à, có sai để các cô bác rầy đủ tùy thì bữa sau bữa mình thấy nó đông lắm mà sao giờ nó vắng dữ ta. Này nó ăn tiền thôi chứ nó không bán. À, với lại một phần nữa xin thưa bà con cô bác á, ba mấy cô sợ nó đúng lắm bà con, riết thiệt. Cái này ba mươi cầu nó thật á, ba mươi cầu riết giờ ba mươi cầu sợ nó đúng ghê luôn. Bà con có bác thấy không, ba mươi cầu cố gắng, thấy các bác comment nói chuyện nhiều quá, các bác chia sẻ nhiều quá, thành thử ra ba mươi cầu phải ráng cố gắng sưu tầm tài liệu và ráng nói cố gắng chính xác để chia sẻ với bà con có bác. Mà bà con có bác thấy không, ba mươi cầu mà mỗi lần mà ba mươi cầu nói đúng không có gì hết là các bác im lặng thôi. Mà bữa giờ hai ba cái video ba mươi cầu không thấy được các bác nói chuyện. Xin thưa bà con cô bác á, ba mươi cầu cũng giống như các cô chú anh chị và các bạn á, lớn theo dõi kênh của ba mươi cầu dài lâu á, hàng ngày có bác nói ba mươi cầu là canh giờ ba mươi cầu ra phim, à, để xem phim của ba mươi cầu, thậm chí ba mươi cầu nhớ đó có một bác trời ơi 5 giờ ba mươi cầu mới ra phim mà 3 giờ là leo lên ghế ngồi chờ ba mươi cầu rồi để nhắn tin cho ba mươi cầu chuẩn bị ngồi xem phim của ba mươi cầu vậy á bà con cô bác. Thì xin thưa bà con bác, ba mấy cầu ngược lại ba mấy cầu cũng vậy á, những cái video của ba mấy cầu á, ôi chết cha, nói chuyện hăng quá quên luôn, những cái video của ba mấy cầu ra á, xin thưa bà con bác biết không, ba mấy cầu cũng ngồi ngóng chờ từng cái dòng comment của các cô chú bác á, dù rằng là chỉ là một cái giống như là của một cái chị Hà gì đó, ví như là chào em thôi, nhưng mà ba mấy cầu vẫn ngóng chờ những cái dòng tin đó. Một ngày nào đó mà chỉ mà không chào ba mấy cầu nữa là ba mấy cầu nhớ chị đó. Cứ chào em. Cả trăm cả ngàn video của ba mấy cầu là 4-5 năm trời nay là cứ chào em. Không có dòng gì khác đó ngoài cái chữ chào em. Đó, vậy đó mình riết thành thói quen nha bà con. Ngày nào mà cái video của ba mấy cầu không có chữ chào em là ba mấy cầu biết là chị không có coi rồi đó.
Rồi ba Michael, nói chung là bà con cô bác chờ xem video của ba Michael thì ba Michael chờ các dòng comment của bác y chang vậy á, cứ mỗi từng giây mỗi từng phút rảnh giờ nào, thậm chí đang chạy trên đường nè đó, bà con cô bác có biết không, đang chạy trên đường là dừng đèn đỏ lại, đang quay phim luôn á, cũng móc cái điện thoại ra bấm vô coi có ai comment không đó. Coi coi hôm nay mình nói coi nó có đúng hay không, hôm nay mình nói có chật chỗ nào hay không, rồi coi hôm nay coi các bác có sửa lỗi mình chỗ nào hay không, góp ý chỗ nào hay bổ túc thêm chỗ nào, hay là thậm chí là các bác có khen mình hay không, hay là xem coi hôm nay có ai vô chửi mình hay không. Ở đây là ngã ba Bình Phú rồi mà. Con đường này ba Michael đang đi là đường Hậu Giang nha bà con, ở số 747 Hậu Giang. Bên tay trái này hồi xưa hãng biên con ó đen nè. Thì ba Michael chia sẻ vậy á để cho bà con cô bác biết. À, nói chung là ba Michael cái gì cũng nói á. Nói ra thì không phải là để than vãn hay gì đâu. Nói ra để cho các cô chú anh chị và các bạn hiểu thêm. À, để sau này cái phối hợp với ba Michael cái động lực của ba Michael là các cô chú anh chị và các bạn ha, mà khi mà ba Michael có động lực thì ba Michael sẽ làm những cái video hay hơn để phục vụ là cho bà con cô bác. Nếu mà bà con cô bác mà im lặng mà không nói gì đó nữa, không cho có ừ hử hàng này nó làm phim được hay không, hay có sai sót hay không, thấy mày làm đúng rồi thôi, mày làm đúng rồi, cái gì mày cũng biết hết trơn rồi, mày nói hết trơn rồi thôi, có gì đâu để nói, thôi im lặng luôn rồi thôi. Mà nếu mà các cô chú anh chị và các bạn mà im lặng vậy là mai mốt ba mày còn nói chật á, cái tự nhiên cái ba mày còn quên liền á. À, ba mày còn mà có động lực của các cô chú anh chị và các bạn, tự nhiên ba mày còn nhớ dai mà nhớ đúng á. Còn mà các cô chú bác mà im lặng là tự động là đến một lúc nào đó tự nhiên ba mày còn quên á. Thứ nhất là quên, thứ hai là nói chật á. Mà lúc đó mà ba mày còn nói chật cái bà con cô bác vô, cái bà con cô bác này cho ba mày còn nữa cho xem. Thì trước sau gì bà con cô bác cũng comment thì thôi, bà con cô bác comment cho ba Michael vui, để ba Michael chia sẻ cái gì cũng đúng, cái gì đúng nhớ nhiều nói nhiều hơn. Chứ còn thôi tự nhiên cái nói sai, mà nói sai cái bà con cô bác vô chửi, vô rầy ba Michael, cái ba Michael buồn, cái ba Michael lại quạo, đúng không? Rồi bắt công cái lời qua tiếng lại, cái lại mít lòng. Chắc xem tới đây rồi chắc cũng sẽ có một số các cô chú bác vô comment rầy ba Michael thôi. Cái hàng này làm video mà nó chảnh, nó bắt người này làm cho nó cái này, nó bắt người này làm cho nó cái này. Đó. Tôi xem cái chục kênh rồi, tôi xem rất nhiều kênh YouTube mà chưa có ai mà đi bắt khán giả phải làm cho nó, làm cho nàng cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái nọ. Thì xin thưa bà con cô bác, tại vì ba Michael nói thật chứ, tại vì ba Michael coi các cô bác là giống như là người thân của ba Michael á, thân trong gia đình. Con cháu hoặc là anh chị bạn bè, nói chung là thân thiết lắm á, cho nên ba Michael nói chuyện theo cái kiểu mà giống như là tâm tình với nhau. À, có gì nói đó, không có xạo, không có lá, không có gì hết á. À, nghĩ sao nói vậy à, nhiều khi nó thẳng nó thật. À, mày bắt khán giả gì mà cái đó, ngày mày làm phim mà mày bắt khán giả làm này làm này làm nọ cho mày là mày mới làm phim, kỳ cục à. Không biết có các cô chú bác nào hiểu đang suy nghĩ vậy không ha. Nếu mà có các cô chú bác nào mà đang suy nghĩ vậy, các bác comment cho ba Michael biết nha, để ba Michael nhớ được các cô chú bác luôn. Nói thật với ba Michael làm 5-6 năm rồi đó, chứ các bác nào mà comment lên là dù các bác như thế nào chứ ba Michael nhớ hết á, nhớ sâu luôn á. Ai nói với ba Michael câu nào, thậm chí cách đây 3-4 năm về trước nói câu nào ba Michael nhớ luôn á. Ở đây là cầu Hậu Giang nè, đây có cái bốt Nguyễn Văn Tố nè. Đây chúng ta đi tới đây là có cái phố ẩm thực nè bà con. Phố ẩm thực Chợ Lớn. Nghe nói là đang chuẩn bị hình thành ra cái phố ẩm thực Chợ Lớn nè bà con. Phố đêm. Phố đêm Chợ Lớn. Chợ Lớn dạo này bắt đầu là đầu tư làm dữ lắm nha. Ôi chết cha rồi, nãy giờ ba mày còn nói mà ba mày còn cũng chưa có cái gì để ba mày còn giật view quá nè. Khổ vậy đó. Đó, rõ ràng bà con có bắt thấy không? Thật ra là ba Michael có rất nhiều cái câu chuyện để ba Michael kể cho bà con cô bác. À, có rất nhiều câu chuyện để ba Michael nói. Nói hoài nó không hết luôn á. Thiệt. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác mà không giật view là không ai xem, khổ rồi đó. Thì thôi để dành chút xíu thời gian để giật view nha bà con.
Chưa thấy, bà con có bác thấy không, có cái thằng YouTuber nào mà nó như thằng ba mẹ con được không? Nó đi giật view mà nó đi, nó nói cho bà con thiên hạ là nó đi giật view, nó đang nó xin cho người ta, xin người ta để cho nó đi giật view. Bà con có bác thử đốt đuốc lên mà xem đi, ở Sài Gòn này nè, có ai làm YouTube mà giống như ba mẹ con mà đi giật view mà nói rằng là xin phép cho tôi đi giật view không? Ở đây là phố ẩm thực Hậu Giang nè bà con. Con đường này là bán nhiều ẩm thực lắm. Buổi tối đây có bán cơm tấm ma nè, bên cái bi tiết này nè. Thì xin thưa bà con cô bác, tin tức Sài Gòn hôm nay đó, nó vừa mới loan tin rất là chấn động luôn bà con. Đó là vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines đó bà con, từ ở bên Pháp bay về, chuyến bay bay về ở Việt Nam đã mang theo tới hơn 11 kg luôn ma túy. Mà chết cha rồi, nói cái câu này ra là hồi bị dính chẻ chưởng cái hàng YouTube cho xem. YouTube bây giờ nó sàng lọc khắc lắm nha bà con. Những cái chất cấm hay là những cái gì đó mà có một cái từ vô một cái là nó không cho. Hôm bữa trước ba mẹ cậu mới nói chuyện với bên cái công ty YouTube đó bà con. Tại vì ba mẹ cậu nói chung là những người làm YouTube mà lâu năm như ba mẹ cậu là được có một cái người để hỗ trợ. Thì ba mẹ cậu mới hỏi á, tại sao từ đó giờ tao làm từ đó giờ cái phố đi bộ Bùi Viện, tự nhiên tao làm từ đó giờ có bị gì đâu, tự nhiên bây giờ không cho tao kiếm tiền. Thì xin thưa bà con bác, thì bên YouTube đó, sau khi nó kiểm tra xong nó mới báo, nó mới phản hồi lại ba mẹ cậu. Thì ra cái nguyên nhân nó nằm không phải là chỗ gái đẹp gái nhảy đâu nha bà con. Đó, cái chuyện mà gái đẹp gái nhảy là nó không nằm ở cái vấn đề mà ảnh hưởng đến vấn đề mà kiếm tiền nha bà con. Thì sau khi nói chuyện với nó xong thì bây giờ ba mẹ cậu đã biết được cái nguyên nhân rồi. Quái lạ lắm, ba mẹ cậu cứ quay chục cái video là vô, cái chục cái video là bị dính hết. Lạ đời, ghét quá đi hỏi. Ở trên đời này ba mẹ cậu không có giấu cái ngu nha bà con. Ba mẹ cậu mà ngu là ba mẹ cậu nói liền à, không biết thì mình hỏi. Chứ không có một như một số người á, cứ thấy tại sao vậy cái không hiểu. Ba mẹ cậu không biết, không hiểu chuyện gì là ba mẹ cậu hỏi liền à. Ai cấm mình đâu, mình hỏi để mình biết, để mình làm cho đúng. Chứ mình im im lặng lặng rồi mình có biết cái đường đâu đâu mà mình mò. Chứ nói chung là ba mẹ cậu không có thói quen giấu dốt. Mình dốt thì mình chịu, mình nói ra để người ta dạy mình. Xin thưa bà con cô bác, cái này cũng là một cái dốt đó nè bà con. Cái dốt này là cái trả giá đắt lắm nha bà con. 4 tiếp viên hàng không này là những cái cô gái rất là trẻ đẹp cho bà con, xinh đẹp luôn á, mà tự nhiên vô tình vướng vô cái này. Đây là phố đêm Chợ Lớn nè bà con. Sắp tới mấy con đường này là đều có chợ đêm hết. Ôi hát nhạc luôn, hay hay. Nó hát cái gì ba mẹ còn cũng không nghe được luôn. Giới trẻ thời nay xin thưa bà con cô bác, mấy ca từ của giới trẻ ba mẹ còn không nghe được nhạc của giới trẻ nha bà con. Không biết bà con cô bác có nghe được không. Hồi xưa xin thưa bà con cô bác, khi mà làm nhạc á, người ta phải chú ý hả, ngoài cái vấn đề mà âm nhạc ra, người ta còn phải chú ý đến cái từ nữa nha bà con. Cái từ nó phải làm sao cho nó ý nghĩa, nó hợp hoàn cảnh trong phim, trong này, trong nhạc. Hai cái đó là bao giờ nó cũng cái câu từ nó hay lắm. Nó vừa nhạc hay mà vừa cái ý nghĩa của lời nhạc nữa. Còn thời nay xin thưa bà con cô bác, nó cái nhạc thời nay không phải là mình chê, nhưng mà thật sự là ba mẹ còn nghe không được. Nhiều khi không biết nó hát cái gì luôn á, không biết. Nhiều khi cũng cố gắng nó nghe được mấy cái từ mà cuối cùng cái mình không hiểu nghĩa. Hồi xưa là nhạc hay phải cái từ nó phải có cái bài nhạc nó phải có ý nghĩa nữa, nó mới đi vào cái nó mới chạm cái cảm xúc của lòng người, người nghe người ta mới đau lúc. Tại sao mà hồi xưa mà nhạc thời mà trước năm 1975, tại sao được bây giờ người nhiều người được ưa chuộng? Xin thưa bà con bác, ngoài cái nhạc nó hay, cái ca từ nó còn có ý nghĩa, nó hay lắm, nó đi sâu vào lòng người.
Thôi không bàn nữa, thấy không, ba mẹ gồ lan lan cái hồi cái quên đi cái đồ chính nữa, khổ rồi đó. Tại vì mình không có muốn câu view nhưng mà bắt buộc phải có, thành thử lâu lâu đâu cái mình đi chệch hướng. Thì xin ơi bà con bác, đây là cái dốt nè, cái dốt của tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đây nè. Đó, thì sau khi mà bắt về rồi, mấy cái cô này cũng còn ngơ ngác lắm bà con, không hiểu tại sao luôn. Thì sau khi mà phát hiện ra là mình mang cái thứ chất cấm đó về, thì bắt đầu cô nào mới té lửa. Rồi sau khi mà cơ quan cán bộ công an điều tra bắt đầu ra cái bước đầu đó, đó có hình thành ra. Thì xin thưa bà con, có chuyện này không phải là bốn cô này đem về, mà bốn cô này vì nể lời của người một người bạn, nhờ sách về giùm, nhờ sách về giùm. Thì với này nghĩ là chỉ là sách tiếp kem thôi, thì thấy kem bánh răng thì có gì đâu, thì sách về giùm, nể lời sách về, rồi được trả công bà con. 11 ký như vậy mà có 10 triệu đồng à. Trời ơi, chẳng lẽ đói khổ dữ vậy sao, chẳng lẽ đói nghèo dữ vậy sao mà đi có 10 triệu đồng mà coi như là. Xin thưa bà con bác, trên 10 ký kiểu này là cái án là coi như là 20 năm chung thân với tử hình đó nha bà con. Theo cái luật của Mamego, nhớ như luật pháp của Việt Nam là trên 300 gram thôi là thấy bà nội rồi đó, chết bà rồi. 300 gram thôi chứ đừng có nói tới 11, 12 ký kiểu này. Thì xin thưa bà con cô bác, theo mà pháp luật thì thôi, bây giờ tình ngay lý gia không cần biết. Thì bây giờ vận chuyển cái chất này rồi là bốn con này là coi như là đối diện cái bức án ghê lắm nha bà con, coi như là hủy hoại cả một đời rồi đó. Mà khổ nổi một cái điều gì nè bà con, mấy con này thật sự á, trước khi mà cái phi hành đoàn tiếp viên mà bay với hàng không á, là đều phải ký một cái giấy cam kết là không cầm, không nắm, không cận bất cứ thứ gì á, ai cũng đều ký gì đó. Nhưng mà bây giờ ba mấy cô thấy chụp hình mấy cô tiếp viên này nè, thì có cô áo vàng, có cô áo xanh. Xin thưa bà con bác, áo vàng là coi như là nó tương đương với một cái vị trí là tiếp viên trưởng đó nha bà con. Trong một cái tổ bay á, thì gồm có áo vàng và áo xanh đó. Thì áo vàng là thường á, là tiếp viên trưởng, và áo vàng cũng là người để phục vụ các khoang hành hành khách thương gia đó. Thì dành cho đó. Còn áo xanh là dành cho một vụ hạng phổ thông. Thì ba mấy cô thấy là có áo vàng, áo xanh có đủ. Chắc có lẽ là mình phỏng đoán, ba mấy cô phỏng đoán theo ý kiến cá nhân của ba mấy cô thôi, chắc có lẽ là cái cô tiếp viên trưởng này nè là người nhận, cái người đầu mối nhận. Rồi sau đó nhờ mấy cô kia chia ra cho đều đều số ký thì sao á. Đó, thì cái chuyện này là cái chuyện nể nang nha bà con. Thân tình quá nhận, nhận là chết. Đâu phải là không biết đâu bà con. Mấy người này là cái như học luật vô tiếp viên này là điều cơ bản nhất là đều phải biết. Thậm chí những người, những cái khách hàng mà đi máy bay, người ta cũng phải được phổ biến cái thông tin này bà con. Đi máy bay bây giờ là không có cầm nắm mang vác gì cho ai nha. Có những cái nhiều chiêu trò lắm nha bà con. Nó đi vô sân bay rồi đó mà nó thấy không ổn tình hình rồi bà con, cái nó đem ra đó. Anh nhờ anh xách giùm tôi cái hành lý này, tôi xách nhiều đồ quá, tôi nặng quá, tôi xách giùm cái hành lý này tôi xách không được. Mình lỡ mà mình cầm vô một phát một rồi là coi như là thúi đời nha bà con. Rồi đôi lúc nè bà con, ba mấy cậu đi máy bay nhiều, ba mấy cậu cũng biết, lâu lâu á, người Việt Nam mình thường hay cái tính là coi như là dễ dãi, ai nhờ gì làm đó. Ba mấy cậu thấy, ba mấy cậu không có làm, nhưng mà xin thưa bà con, ba mấy cậu thấy có nhiều người á, đi vô toilet, vô nhà vệ sinh á, tự nhiên đang cầm cái chai nước á, anh cầm giùm tôi cái chai nước, tôi đi vệ sinh chút. Trời ơi, tào lao dễ sợ à. Rồi cứ hỏi một tí à, cầm giùm này, cầm giùm này, cầm giùm này. Cái người Việt Nam mình nó sao nó dễ dãi, dễ sợ luôn á. Xin thưa bà con cô bác nha, ba mấy cô xin thưa, nói thiệt với bà con cô bác á, đi máy bay đi ở đâu trong nước hay gì á, bà con cô bác nên nhớ giúp ba mấy cậu cầu. Mà nếu mà đi ra nước ngoài là phải biết tiếng Anh. Mà nếu mà bà con cô bác mà không biết tiếng Anh á, bà con cô bác sổ cho ba mẹ cậu tiếng bồi cũng được nữa. Sổ tiếng bồi luôn. Nhớ cái câu này lớn nào mình cũng phải nằm lòng. Giả sử ai cầm lại mình á, anh lên sách cho tôi này, hay là nó nói cái tiếng Anh tiếng bồi gì kệ bà nó, mà nó đưa cho mình cầm cái gì á, hoặc là đưa, nói chung là nó đưa cho mình một cái gì mà cái điều đó, cái đồ đó không phải nằm trong mình. Bà con cô bác nhớ giúp ba mẹ cậu cái câu này. No sorry, sổ tiếng bồi nó liền. No sorry, nói vậy thôi, hai chữ thôi. Còn nếu mà muốn thêm câu cho nó chuyên nghiệp chút đó, I cannot do, đó, sổ tiếng bồi liền, đó, vậy là xong. Đó, không thôi là no sorry là được. Đó, I cannot do, đó, nổ sổ tiếng bồi liền là nó tự nó cũng hiểu à, chứ không phải mình phải là chuyên nghiệp tiếng Anh vậy. Cái câu đó nhớ nằm lòng cho ba mẹ con. Đi đâu cũng vậy á.
Trời ơi, sách dùm về, xin thưa bà con, bác án này nặng lắm nha bà con. Mà bây giờ cái án này, mà bây giờ tình ngay Lý Giang nè. Đó, bây giờ là cơ quan đang điều tra, nhưng mà bên kia nó nằm ở đầu bên Pháp thì làm sao? Không biết là Việt Nam với Pháp, mà bây giờ, thật ra người kia mà quốc tịch Pháp thì Việt Nam, thì bên phía Việt Nam cũng đâu có làm được gì. Đó, thì bây giờ cái chuyện mà giờ thực tế nhất là bốn cô này là vận chuyển rồi nè, đó. Vừa gây tiếng xấu cho bên hãng hàng không. Và từ đó đây là chuyện lần đầu tiên nha bà con. Lần đầu tiên, tại vì từ đó giờ là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines cũng thật ra không phải, nếu mà nói không mang tiếng thì cũng mang tiếng nhiều lắm, nhưng mà thật ra chỉ là những cái trò vặt thôi, giống như là xách đồ giùm nè, xách hàng ở nước ngoài về bán nè, để chênh lệch giá cả này nọ, có hết á. Nhưng mà mấy cái đó nó không có nghiêm trọng bằng cái vấn đề này nha bà con. Cái lần này thật ra là mấy cái đối tượng tội phạm nó cũng lợi dụng lắm, nó ác nhân thức đức quá trời. Mấy cái trò này nó chơi ác nhân thức đức lắm nhiều không? Học tiếp viên hàng không tốn biết bao nhiêu. Mà bà con có bác biết không? Đó, tiếp viên hàng không toàn là những cái cô gái xinh đẹp, trẻ đẹp không, mà chứ đâu có ai xấu đâu. Bà con có bác thấy không? Tiếp viên hàng không, bà con có bác đoán thử đi, có ai xấu đâu. Toàn là gái đẹp không có chứ. Đẹp người, đẹp nết. Mà vô tiếp viên hàng không đâu phải dễ bà con. Phải giỏi nữa chứ. Tại vì nó tuyển khó lắm. Rồi tiếng Anh lưu loát, mà mấy ngôn ngữ, nói chung là đây là một cái đối tượng mà coi như là cực kỳ giỏi. Nhưng mà không hiểu sao, vì cái tính dễ dãi của người Việt Nam á, thành thử ra thân quá, khó từ chối. Xin thưa bà con, bác ba mày còn nói thật á, cái này là người Việt Nam mình dính nhiều nhất. Nhất là những người bà con ở nước ngoài về á, là cứ tối ngày cứ nhờ gửi đồ. Ba mày còn nói thật á nha. Ba mày còn mà đi cái đó, ba mày còn tối kỵ nhất cái điều đó. Cho nên hồi đó mà có đi đâu nước ngoài về, ba mẹ còn không có thông báo, cứ lầm thầm mà về, cứ mình thông báo nha, bây giờ tôi về Việt Nam, hay là sắp tới về Việt Nam. Xin thưa trời ơi, cái gì đâu mà ta nói hả, cái số ký của mình là sân bay nó cho đâu có bao nhiêu. Mà bắt đầu nha, người này tới nó cho tôi gửi người này, cho tôi gửi người kia, gửi người nọ, xách vô về mà mình không xách thì bắt đầu đó mình xấu, ích kỷ. Bà nội mẹ ơi trời ơi trời, mình xách về mình biết cái trong đó nó có cái gì. Nó gói một cục lại, nó đưa cho mình á. Rồi bắt đầu cái mình bỏ vô vali, rồi mình xách qua hải quan nó hỏi mình nói mình biết trả lời sao. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, có đó. Ở đây là phố thời trang Nguyễn Trãi nè bà con. Xin thưa bà con cô bác, ba mấy cô không có nói dốc đâu, có đó nha bà con. Hồi đó là nhiều luôn á. Mà không xách nha, toàn người thân của mình không mà. Cô chú, cậu gì, mợ gì đó, anh chị em, bà con gì đó. Mà không phải là xách cho người này đâu nha. Cứ như mình xách về thôi, bắt đầu cái khi nào mình tới Sài Gòn cái nó báo, bắt đầu cái tự nhiên người ta chạy lại người ta lấy. Nó vậy đó. Rồi chưa nha, bà con chưa đâu. Còn nhiều cái này nữa nè, ba mẹ còn nói thật, bà con có bắt nghiệm lại coi có không. Cho nên ba mẹ còn ghét lắm. Cho nên là cứ âm thầm mà đi thôi. Đi cái mỗi lần mà nói lên cái bắt đầu nha, đó là từ Mỹ về Việt Nam nha, bắt đầu từ Việt Nam qua Mỹ nó còn căng hơn nữa. Bà con bác biết căng cái gì không? Trời ơi, đồ ăn thức uống, trời ơi nó mệt lắm. Người này bà con gửi miếng khô, miếng cá, miếng bún, miếng mắm, miếng gì đó, trời ơi, ta nói trời ơi, ta nói bên Mỹ nó đâu có thiếu. Trời ơi, cái gì đó bên Mỹ nó cũng có, bây giờ hồi xưa nó còn thiếu chứ bây giờ nó đâu có thiếu. Vậy mà gửi một đống đem đồ vali, xách đồ ăn đem qua. Rồi sao, xin thưa bà con bác, mình mà đem đồ ăn qua là tới hải quan Mỹ là đau đầu á. Bà con bác nào mà đi Mỹ rồi, bà con bác biết mà không? Nó có hai luồng. Nếu không có đồ ăn phải không, đi luồng này đi ra luôn. Còn có đồ ăn phải không, đi qua luồng này. Khổ vậy, phiền lắm. Nhưng mà phải chi mình có đem về mình ăn cho nó cam không? Gửi người này, gửi người nọ, gửi người kia, bà con, cô bác, chú gì bên bển gì đó. Tự nhiên cái mình đi vô tình, cái tự nhiên mình đi chơi, đi du lịch, đi về thăm, cái tự nhiên cuối cùng cái đồ mình thì không có, mà đồ gửi thì nhiều. Đó. Ba mày còn nói thử, bà con, cô bác thử coi ba mày còn nói đúng không? Còn nếu mà bà con, cô bác không có là có nghĩa là chắc cái trường hợp của ba mày còn là cá biệt. Khổ lắm mà con. Thì thôi, đây là một cái bài học rút kinh nghiệm, không phải là cho tiếp viên hàng không đâu,
mà kể cả bà con cô bác anh chị và các bạn luôn đi máy bay à, đặc biệt đi máy bay đừng bao giờ cầm nắm đồ của người lạ. Nói xin lỗi tôi không có rảnh, không có bữa à, nói tôi ích kỷ kệ bà, nó muốn nhìn sao nhìn à, cầm vô cái rồi tự nhiên cái cha mẹ công sức cha mẹ nuôi từ đó giờ cái tự nhiên gì có mấy cái đồng bạc lẻ ở mà được 10 triệu nha. Đó, có mấy đồng bạc lẻ chứ còn mà đi mà cái kiểu xin thưa bà con bác mà đi xách giùm á, cầm giùm mà không có đồng nào á mà tự nhiên à, chết quan mạng á, cái đó mới chết á. Kinh nghiệm nha bà con. Rồi thêm một cái điều nữa, hành lý của mình á à, đi máy bay nha, người đâu của đó nha bà con, đừng có vô máy bay cái quăng hành lý để đó cái mẹ lát nữa tự nhiên ở đâu có trên trời rớt xuống á, cái chai nước nó kẹp vô cái ba lô hay là cái miếng gói quà có giấy rồi đó, nó kẹp nó quăng vô ba lô mình chết bà luôn á. Khóa cửa cẩn thận lại, kiểm tra ba mấy cô, nó thật ba mấy cô đi vô sân bay ba mấy cô thấy mấy người Việt Nam mình ẩu lắm bà con, ba mấy cô nó thật ở Việt Nam này ba mấy cô nhìn là nhiều khi hả sợ lắm, không ngờ người Việt Nam mình ẩu nhiều khi ẩu cực kỳ ẩu, ba mấy cô nó thật luôn á, ẩu lắm. Đi vô sân bay nha, hành lý mình quăng để đó xong đi đâu á, nó nói rằng vô sân bay có gì đâu, nó đâu sợ mất. Ồ xin thưa bà con cô bác, cái điều mà mất nó không có nằm ở quan trọng là cái chuyện mất, nhưng mà tự nhiên mà xách ra cửa khẩu hải quan cái tự nhiên trong cái đồ của mình tự nhiên có cái vỏ đồ nào đó nó kẹp vô cái mẹ chết bà luôn á đó. Rồi Việt Nam mình ẩu lắm, rồi nhất là những cái thẻ căn cước rồi rồi giấy tờ hả xô ra ba mấy cô nó thiệt, với mấy cái bách bo mấy cái thông tin cá nhân á mẹ mình giấu như rồi xin lỗi trước là giống như mấy giấu mình phải giấu như là mèo giấu cứt luôn á. Rồi vừa Việt Nam mình hả sợ người ta không biết mình là dân Mỹ hay là sợ người ta mình không biết mình là Việt Kiều hay là sợ người ta biết mình là gì á, cái phái cầm ra phe. Nên thưa bà con bác ba mấy cô mấy cái đó là mình phải cất tử kỹ giấu, không có nên khoe mấy cái đó, khoe đó đâu có được cái gì đâu, đem ra để xô chứng tỏ ta đây là dân Mỹ dân Việt Kiều Mỹ. Cho nên bà con bác cái đó là dại á, ba mày còn thấy tốt đâu, không thấy cái đó chơi dại á. Thôi xin thưa bà con bác, mình đi tới đây là đường này là đường Võ Tánh rồi nè à. Hồi xưa là đường Võ Tánh, bây giờ là đường Nguyễn Trãi ở số 389. Rồi, ba mày gò xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình đi về đường phố nha bà con. Hôm nay là thứ 6, à ngày mai thứ 7 cuối tuần. Đây là hãng kem 343 nè, Việt Kiều thường hay về nè. Ở đường Nguyễn Trãi về đêm này nó cũng nhộn nhịp ghê ha. Ba mấy con mới coi đồng hồ, ba mấy con thấy video nó cũng đã dài quá rồi. Ở đây có cơm tấm nè, cơm cắm tài trí. Ở đây có trường Đức Trí nè bà con. Con đường này là đường Phát Diệm năm xưa nè. Rồi ở đây có rạp Quốc Thanh nè. À, đây là rạp Quốc Thanh, bây giờ là rạp chiếu phim. Ở đây có tiệm Phở Hiền nè. Ở số này là số 269 đường Nguyễn Trãi. À,
đây là xóm Mã Lạng nè. Ở bên tay trái ba mày gọi đây là chùa Lâm Tế nè bà con. À, đây là chùa Lâm Tế. Còn đối diện qua là Đại sứ quán Tây Đức. À, đây là má ơ bà quên nghỉ rồi. Mười giờ rồi hả? Trời ơi, bây giờ 10 giờ đó bà con. Rồi, khu này là khu bán ẩm thực nè, bán bánh tráng. Nó tự nhiên giới trẻ giờ thích ra đây Hội An nè. Mấy bà hàng gánh này nè, chắc có lẽ là gánh cái kiểu giống như hàng rong hồi xưa á, cho nên ra đây mua ngồi ăn luôn. Ủa mà ở đây đâu có chỗ ngồi ăn đâu, mua xong cái đi ra chỗ khác ăn đó. Nhưng mà cái gánh nè, gánh hàng rong. Quá trời luôn, đông nghẹt. À, bên tay trái này là nhà thờ Nguyện Sĩ, giáo xứ Chợ Đuổi. Bắt đầu mình đi ra trung tâm rồi đây. Tối nay mình đi dạo trung tâm nha bà con, lâu rồi mình chưa đi dạo trung tâm. À, đây là Dình Ký. A Bủ. À, bên tay phải ba mày gọi đây hồi xưa là tiệm phở 79 rồi bà con. Đây là chung cư Nguyễn Trãi nè. À, con đường này là đường Nguyễn Văn Tráng nè. Nguyễn Văn Tráng này hồi xưa có cái trường sinh ngữ quân đội. Rồi, thôi ra tới đây rồi. Thôi ba Michael xin chào, tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.